bà Lê Thị Phương Dung, bà bạn, chị Phi Phụng. Hai người hứa lên quán cũ review cho cũ. Mà hai người chưa lên là Minh Nhí đã lên rồi. Minh Nhí đã lên rồi. Hai người phải lên nha chưa. Wow, ai thấp thoáng ở xa xa. À, thầy Minh Nhí của em. Em cảm ơn thầy rất là nhiều đã từ xa đã ghé qua Bình Dương ủng hộ em chè mâm và bánh canh. Cảm ơn thầy. Hay vậy thầy vô bữa nay chơi hết được không? Thôi thôi, thầy ăn không nổi đâu. Thầy ăn không nổi đâu mà thầy đi. Dạ. Quá ăn đi cưng. 3 kg là vậy giải thưởng được 1 triệu thầy. Trời đất ơi. Không, nếu mà em mới ăn trong vòng 10 phút được 2 triệu. Còn quy định thời gian chung được là 20 phút. Bắt nhẹ từ từ. Thấy yêu. Trời đất ơi, hay quá. Mới có 6 phút mà. Rồi, mới có 6 phút. Dạ. Mấy phút mới hết. 10 phút là được 2 triệu. Thành thử ra em nó phải ráng cố gắng ăn 10 phút, còn 20 phút là có 1 triệu mà. Vậy đó hả? Dạ. Thôi nhưng mà từ từ cứng. Sắp hết rồi thầy thấy không? Đầu trời, mà nó nuốt không à. Trời ơi, lạ quá. Lẻ lẻ rồi. Hả? Lẻ bà. Xong luôn thầy, xong luôn thầy ơi. Trời ơi, rồi chuẩn bị bấm nghe coi được bao nhiêu phút nha. Wow. Hết rồi, vỗ tay đó. À, đây là tính ra em ăn được 6 phút nha mọi người nha. Đó rồi, chúc mừng em. Có thầy vô tiếp sức là ăn hết liền thầy. Có duyên ha, có duyên. Ta có công việc đi lên Bình Dương. Dạ. Mà nó lên để ghé ủng hộ cô Ú. Dạ. Tại cô Ú Bình Dương là. Dạ. Trời ơi, con cho quá trời, đúng không? Cho gửi rồi, cho tặng thầy ăn thầy. Vui mà thì đó như dạ. Có dịp ví dụ như thầy bữa hôm thầy định là gọi cho con để thầy mua đó. À, dạ. Nhưng mà đây hay quá, bữa sáng nay có công việc đi Bình Dương. Dạ. Nên nó chắc chắn bên ghé cũ. Dạ, con cảm ơn thầy. Con là con đang live stream mà. Dạ. Hay quá vậy bé. Dạ. Hôm nay thầy ghé kìa. Mồ hôi luôn kìa. Dạ. Trời ơi, chào dạ. Mọi người. Chào quý vị khán đó, giả. Hôm nay thầy Minh ghé nha mọi người. Chào quý vị khán giả. Trời, tại thương cô Ú lắm. Dạ, nha. Con cảm ơn thầy. Đi Bình Dương là phải ghé cô Ú. Dạ. Ghé ủng hộ cô Ú nha. Dạ. Bữa nay thầy ủng hộ nha. Dạ, con cảm ơn thầy. Tặng rồi, tặng nhiều lần rồi. Dạ. Không. Trong cái ly chè con có ghi cái câu slogan đó. Bình Dương ai đến chùa bà ghé chè cô Ú đậm đà thơm ngon. Thơm ngon. Bà Phương Dung mới nói thơm ngọt. Thơm ngon. Hôm nay thầy tới thôi thầy trao giải luôn thầy. Có gì không vô mình ăn. Dạ dạ thầy vô bàn ngồi đi thầy. Chúc mừng con nghe. Dạ cảm ơn. Giỏi quá trời. Dạ ngồi đi thầy. Thầy ngồi bên đây đi, có quạt cho mát nè. Đâu giờ thầy không, để thầy mua nha. Dạ. Quay đi, quay đi để ủng hộ cho. Không giờ thầy dạ. Ghé lựa gian hàng của cô Ú giờ thầy, dạ. Thầy lấy thêm thịt bò độ mua đúng không? Bữa thầy ăn này chưa? Ăn rồi, ngon lắm. Giờ thầy ăn thêm gì nữa? Nó còn. Còn. Giờ thầy ăn đồ chay đúng không? Không, bây giờ nè để thầy mua này. Cái này sườn rim chao, sườn rim nước mắm, tóp mỡ nước mắm. Tóp mỡ nước mắm ngon. Dạ, dạ. Rim chao nó hơi ấy. Thầy mới không thích sườn rim chao. Tại nó nghe mùi chao. Thầy Châu lại thích cái này. À, thầy Châu lại thích mùi chao. Không nhưng mà cũng ngon. Dạ. Cái sườn đêm nước mắm ngon. Dạ. Rồi cái tóp mỡ ngon. Nước cái mắm. Cái này cũng ngon mà cậu. Cái này là cái gì? Dạ cái này là ớt sa tế. Sa tế ớt. Dạ. Ớt mua được đó. Sa tế ớt. Cái này về thầy để dành ăn bánh tráng trộn với cơm bún rồi đều được hết. Đó. Đều được. Không cái này nè. Cái này là con biết không? Mình mua bún. Dạ. Xong cái mình làm nước tương giống cậu làm á, nước tương chua ngọt á. Đúng mà, cái mua rau về bỏ vô ăn dạ. Ngon cực kỳ. Còn nếu cái tóp mỡ này nè, cậu đó. Ăn với cơm mà cơm trắng á, đâm một chén nước tương cho cay, chan vô ăn. Không, cái này cũng ăn bún. Dạ, ăn bún cũng được mà ăn bánh mì cũng được nữa. Coi như là mình mua bún tươi á. Dạ. Xong về cái mình làm nước mắm như cậu làm, mắm chua ngọt. Dạ rồi, đúng rồi. Ớt đúng rồi đó. Xong rồi cái rau. Dạ. Trời ơi nói mà thèm chảy nước miếng. Thầy ăn ngũ sắc thử bên con không? Không, bây giờ thầy ăn thầy muốn. Không biết mình có nhà mình có cái gói mì gói nào không? Dạ có. Ăn cái bánh canh nhưng mà đây. Đã con biết ăn thầy, mì gói. Cuộc đời thầy không có thích bánh canh. À dạ rồi. Nhưng mà cái nước và cái topping. Dạ rồi, con làm mì gói có, bên con gói có mì gói. Bây giờ mua này trước đi. Dạ. Mua này đi, cậu mua gì? Mua này. Ủa, cái gì thầy? Khi đi nước mắm á. Nước mắm này thầy, nè cái này cũng sắp mở còn. Mà giờ con đang làm ở trỏng rồi đó. Làm ở trỏng hả? Dạ. Đang chưa làm chưa xong, cái đó phải 1 tiếng nữa mới xong. Tại vì chờ 1 tiếng đó mới nguội, rồi con mới vô hủ được. Có gì con chuyện phát xuống sau.
Tại vì chúng mua cho đâu rồi, thằng Tây đâu rồi ta? Đó nè. Lấy gì? Em lấy nào? Em lấy giữ khăn với lại ba ly tài đá trước bên đây đi cưng. Đừng có tặng nữa. Sao này hết cái tôi tèm. Dạ. Rồi giờ thầy mua cái này trước đi. Dạ. Cái đó con chụp cổ trang. Còn này con vẽ mà cái này ngày xưa lúc con mới vô nghề nè. Dạ. Hồi nãy thầy gọi con mấy máy thầy nghĩ chắc con đi quay. Nhưng dạ. Mà nó thôi không có. Bà Hương được kìa. Thầy có mấy nè đâu của thầy, thầy nè. Hả? Thế nè thầy nè. Nhìn ra không thầy nè. Đi xíu đi, chụp cái thầy tắm phóng này nè. Chụp đi. Ý là cái này thầy để riêng hay sao, hay là con để chung tôi bịch cho thầy hết luôn. Để riêng tôi bịch từ. Dạ dạ. Để riêng từ phần đi ha. Lấy ba ly trà đá này chứ cưng. À ok, ok. Rồi. Để con để riêng cái này cho thầy nè. Bà My bà có ăn mắm ruốc không ta? Bà ăn chay hay bà ăn mặn? Chay hả? Chay mặn đủ hết á. Ba rọi nè. Ba rọi là tôm khô. Cái này là thầy lấy tôm khô hay là ba rọi? Cái này là thầy đang đây là ba rọi. Tôm khô, ba rọi đây. Ba rọi xong ruốc. Dạ, ba rọi đây. Ba rọi xong ruốc. Dạ rồi, đúng rồi, ba rọi ruốc. Con này tôm khô. Rồi. Còn này là ủa cái này của thầy nè. Cái này của thầy. Cái này của cậu. Không có. Cái này của cậu. Cậu là nào? Của cậu nè. Nước mắm nè, đúng rồi. Cậu ăn ba rọi xào cậu. Ngon lắm cậu. Cái này về cậu ăn với cơm dưa leo đậu rồng. Ngon dạ. Rồi xào nước mắm ăn ít nè. Mắm ruốc đó. Rồi. Ba rọi nè, tôm khô nè. Cái đó ba rọi thầy. Tôm khô. Bên đây, dạ bên đây. Dạ rồi. Rồi. Rồi chè hết rồi. Giờ hè thầy muốn ăn chè gì? Không, thầy ăn ấy trước. Trời bánh lọt kìa. Có. Bánh lọt kìa cậu. Bánh lọt sầu riêng có. Hoặc là xương sáo bánh lọt. Thầy muốn ăn cứ củ năng cũng được luôn. Thầy ăn chè của Ú đi là nó full topping luôn. Cái nào thầy? Cái gì ngon quá vậy? Bưởi thầy, chè bưởi sầu riêng. Ê, con có lá bưởi không? Không, con có lá bưởi. Yeah. Con có vỏ bưởi. Bây giờ một lát con làm cái này cho thầy ăn ở đây đi. Ăn này trước đi. Không, đem gì à? Ăn thử ly chè để cho biết. Ăn bánh canh thì ăn ít lắm. Giờ là thì con nấu ít bánh rồi xong rồi ít chè thôi. Thì cũng đói bì chứ, đói quá mà. Thì thầy con có làm mạng tổ bên này nè thầy. Bà tam diễn tổ của cậu kìa. Đó. Nay có dịp thầy ghé nè. Đó. Được không thầy? Càng trang quá bàn thờ tổ. Dạ. Dạ. Chứ thường thường là tổ là à dạ. Không biết thờ được. Chứ không dạ. Hay nè. Ông táo bà táo bên con nè. Hay hay ông một bà. Không. Mẹ quán âm mày thầy, thầy. Dạ. Trang trang dễ dạ. Sợ luôn á Ú. Này cái quán của con mướn chứ chưa phải là cái nhà. Nhưng cái mà, nhà này con làm khác nữa. Cái nhà mình sẽ làm nó. Dạ. Lòng dạ lòng dạ. Nói ở xã nào? Dạ. Ú biết sao mà dạ. Nãy thầy đi ngang. Cái thầy nói ủa, thầy coi như ở trong này dạ. Lớn lắm mà ta. Dạ. Mặt tiền nó hơi dạ. Nhưng mà khi bước vô rồi mới thấy nó rộng dạ. Hơn. Cái này chưa ngang được 7 mét đó thầy. Ờ nó rộng 7 mét dạ. Mày mốt ráng con về Sài Gòn được không? Ê. Rồi con về Sài Gòn là con nán nhiều hơn. Dạ, con về Sài Gòn con nhờ thầy với cậu nghe giúp con nha. Ừ, về Sài Gòn đi. Không, con về Sài Gòn là còn nhiều nữa. Dạ. Tại vì thứ nhất là con có thương hiệu rồi, dạ. Thứ hai con làm nghề nữa. Dạ. Thứ ba quan trọng là nghệ sĩ thương con lắm. Dạ, và cái thứ tư quan trọng con phải mượn thầy 10 tỷ. Tôi có 10 tỷ là tôi mua miếng đất này rồi. Không, thầy miếng đất này tới 22 tỷ đó thầy ơi. 22 tỷ rồi, dạ. 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 Thầy Dương, ngồi đi thầy. Mì ha. Ý là có dịp ghé thầy muốn ăn thử này không? Mà con sợ thầy này có no quá không? Có ăn thử mâm cuốn không? No, hơi no. Thầy để dịp khác vậy, ăn mì đi ha. Thầy ăn mì mà topping. Cái này gì? Tôi đặc biệt nhưng mà mình ăn mì. Cái này nè. Đây thầy ơi. Trời ơi. Dạ đây. Quá trời quá đất rồi. Rồi cái này mì là của thầy mì. Thầy mì là giò, cái này
Nè, của cậu đây. Tôm bự quá vậy. Dạ, tôi đặc biệt với con là vậy thầy. Cái này mình đựng xương, vỏ tôm, vỏ chanh mình con nha. Nước chấm hải sản. Để cái tô này là gốm ở lá thiêu đúng không? Dạ, cái này là con mua của bên Cường Phát á. Là chanh ớt, còn có ớt sa tế luôn, công khai luôn đi thầy. Đây, hôm nay thầy Minh ghé với cậu ghé. Đây, ớt sa tế thầy bỏ vô cho nó thơm. Để con pha ba chén nước mắm mặn để mình chấm giò. Còn cái hải sản thì mình chấm tôm cua. Đáo quá ha. Cô chủ quán xinh đẹp. Phải thầy mà điện sớm là hôm nay con lên đầu rồi. Không, bất ngờ đi hiểu không? Thầy dạ. Bữa nay thầy đi mà, nhưng mà thầy nói đi thôi đi ghé bất ngờ. Ghé bất ngờ cho uống hết hồn. Ghé vui đúng không? Dạ. Cái mình chuẩn bị quá nó chuẩn bị quá nó không có vừa không thầy. Dạ. Đây thầy chấm giò. Chấm giò luôn. Dạ. Chấm giò luôn nè. Dạ dạ. Rồi cái giò vỏ chanh cầu bỏ ở đây. Đó, vỏ chanh, vỏ tôm xương nữa. Cho anh ly trà đá luôn cái Như ơi. Dạ, mở một quán ở Sài Gòn đi. Dạ. Cái đường khúc ẩm thực Phan Xích Long đó. À dạ. Cái đường đó là cái đường không, Phan Xích Long con thấy như cái khu đó tiền cũng mắc lắm, mướn. Dạ. Nhưng mà cái khu vực đó là nổi. Dạ. Biết sao? Hiện nay là ở Sài Gòn nó chỉ có cái chè mâm là nổi tiếng của mình. À dạ. Đúng không? Nhưng mà ở đó bán. Ủa chè mâm của mình là có chè đậu, chè này, chè nọ đó. Dạ có, dạ bên con là có chè đậu đủ sao thứ. Sao không thấy vậy? Cái mâm thì cái mâm dạ đúng mà mình thiếu bánh chuối rồi nữa con chưa bán chè mâm à. Chúng thầy ăn chè ly đi. Ừ, thầy có rau giá đó thầy. Thầy có ăn rau giá bỏ vô. Ớt tươi nằm đây nha thầy. Ớt sa tế thêm đó, thầy có bỏ gì thầy bỏ nha. Giá mình đem mặt chùa tốt quá ha. Dạ. Hôm chủ nhật là ngay ngày rằm là vào bên quán em đông đen luôn rất đông. Kinh khủng khiếp, tại đi chùa đông đó thầy. Mà dân Sài Gòn lên không, đông kinh khủng khiếp. Kẹt từ sáng tới chiều tối luôn. Mình đi hôm nay vậy mà cũng còn kẹt xe đó không? Ở đây từ điểm con xuống dưới chùa Bà có cỡ tầm 300m là tới chùa Bà Bình Dương rồi. Ngay chợ Bình Dương luôn. Giỏi quá à. Có rau với giá nữa nha em. Dạ. Làm mấy cái YouTube mà mấy cái mà hát lô tô rồi đó hay quá, dễ thương quá. Dạ. Lâu nay còn sản xuất đó không? Dạ, cũng còn một ít thôi. Hồi đó dễ thương. Dạ. Hát rồi quá. Nhưng mà giờ cũng con coi lô tô là thầy hát ngày xưa á. Không. Ý là thầy quay mấy cái YouTube cái mà con quay mà hát. Tại sao muối đúng không? À dạ. Nhiều lắm. Cô Vi Vũ rồi đó. Dạ. Dạ. Hay lắm. Không, ngày xưa là mê coi cái lô tô của thầy với là chị Hương với lại chú Bùi Linh á. Mê cái đó nghe hoài luôn. Nào có dịp thì mọi người mời thầy ha. Hát MV lô tô nha. Thầy sẽ quay trở lại. Một tô này là hai người ăn nè. Một tô này là hai người ăn. Chất lượng là hai người ăn. Gặp ông Minh Nhí ăn ít nữa. Thầy để nói thầy cho nghe nè. Gặp thầy ăn ít nữa. Mà cái tô này là quá trời topping mà quá trời ngon luôn. Mà một lát ăn giúp ăn phụ thầy nha, chứ thầy ăn ít lắm. Bởi vậy nãy thầy vô thầy thấy cái thằng bé mà nó ăn dạ, 3 kg rồi. Mà nó ăn được trời. Nó ăn có 7 phút thầy. Trời ơi là trời. Dạ. Hay quá trời hay. Dạ. Lấy được 2 triệu. Mà cô Ú cũng thưởng nóng tại chỗ. Dạ. Liền ha. Là ví dụ mà ăn không hết thì sao? Không hết thì trả lại quán 400 thầy. Chắc là tôi 400 rồi đó. Giờ hay chấm nước mắm mặn là ngon nhất thế này. Đó. Em nhỏ lớn ở đây luôn à? Dạ. Quê ở đây luôn. Dạ quê em ở Bình Dương. Mà nhà em ở huyện Dầu Tiếng. À huyện Dầu Tiếng. Dạ. Ở đây xưa được gọi là bún đúng không? Dạ không, bún là ở dưới nhà chạy xuống xíu nữa. À. Chợ bún là láng gần cầu ngang á. Quê nội cậu lấy thiêu á. À dạ. Bà con nó bún nhiều. Vài bữa nữa tụi thầy ăn được bao tử không? Con có cái lẩu bao tử sườn sụn ngon lắm. Vài bữa con gửi xuống cho thầy. Mà bữa nào thầy ở nhà á.
để mua ủng hộ. Nói cái lão bao tử ý là cho ăn thử coi vừa vị không có đã. No, trời bữa con cho mà cả rạp nó ăn á. Nhiều cái bữa đó Ú gửi xuống, gửi trước một lần rồi hả? Tới gửi ngày hôm sau là má bụng má dung đồ đó. Trời ơi, một rừng con người nó ăn. Bên con có lão bao tử sườn sụn hoặc là như gà nướng sầu riêng cũng có nữa. Mấy nó múc con gửi cho ăn thử. Mà vài bữa sẽ gửi đặc sản cho thầy là cua nha. Cua sốt nước mắm hay chấm bánh mì nghe, bao ngon. Có trăm giới thiệu đi, à, thầy mua ủng hộ, thật tự nè. Trời ơi, bán không có nhiều, bà thấy con tặng quà cho mọi người không là chết luôn. Làm vậy là hay nhất nè. Ví dụ như giờ con bán, con thầy gọi điện lên, yeah. Con ship đồ xuống thì con giảm phần trăm thôi. Dạ. Yeah. Là hay nhất. Để chị biết không? Mấy thầy, mấy cô không có ai ngại hết á. Để người ta đặt hàng, yeah. Không, hiểu không? Ví dụ như giờ cái món đó 100 ngàn thì con giảm mấy chục phần trăm vậy đó. Yeah. Một mấy vậy đó. Cái mọi người sẽ ủng hộ mà nhiệt tình mà nó thoải mái. Yeah. Lâu lâu thôi, lễ lộc, yeah. Hay Tết nhất thì con tặng quà, yeah. Thôi, chứ tặng hoài ở đâu ra. Tặng hoài đâu ra, thầy một hai cố tình để yeah. Mà thầy nói trong bụng á là sẽ gọi con để mua ủng hộ. Mà thầy nghĩ ra thầy sắp có lên Bình Dương. À dạ. Nên thầy không gọi. Hôm bữa con tính nhắn cho thầy mà nói chắc thầy đang ở Mỹ. Tại đợt bữa con thấy thầy đang đi Mỹ đó. Trời ơi, thầy đi có mấy ngày hả? Lần dạ. Nào đi cũng có mấy ngày không? Con tưởng thầy đi cầu có 2 tháng hơn chứ con đâu có biết. Mỗi lần đi Mỹ như đi chợ vậy đó. Có mấy ngày cái đi gì vậy hả? Mà thầy nói là sắp tới mình có đi Bình Dương thôi. À, hỏi dạ. Để bất ngờ dạ. Ghé đúng không? Mà hồi nãy thầy nói với ông cậu gọi con không được, cái thầy nói là thôi giờ không có, nếu mà tới mà không có cũ á thì mình cứ tới mình mua ủng hộ dạ. Đi, rồi nói mấy đứa này nó chụp hình á, dạ. Chụp hình hoặc nó quay dạ. Lại quay lại để giống như mình đi ai dạ. Đi ai thêm cho dạ. Cũ vậy đó. Đấy, ai ngờ đâu đi vô thấy con đi qua là có nhà. Thầy nãy con đang quay thử khách cái con thấy thầy gọi mà chết cha nghe không được. Ừ. Đang like, con nãy con đang like vừa quay luôn. Dạ anh. Đa số mà khách ở Sài Gòn lên đây làm nếu biết là ghé đây. Dạ, người ta cũng nói là người ta có hay ghé quán của Ú. Ghé một lần dạ. Thì mình lúc mình có điều kiện nên mình mở cái dạ, Sài dạ. Ta nói giống con giống như chú Giao vậy đó. Đúng dạ. Rồi đó, mới dạ. Vừa nói thôi. Nói thiệt kìa. Dạ. Mới nói cái thời ông mới nói là tự nhiên ghé ở đây cái tự nhiên nhớ tới Thành Giao. Dạ dạ. Thành Giao hồi xưa cũng vậy, cũng được nhiều người yêu mến, dạ. Nhiều nghệ sĩ yêu mến lắm. Cái ông tốt bụng là con y chang vậy dạ. Cũng chụp hình như vậy mấy bữa thấy con y chang vậy đó. Dạ, có nhiều người cũng nói con trời ơi, con gửi đồ tặng thôi, gửi đồ cho thôi mà cho gì giống như cho nguyên cái quán vậy. Bữa thầy nói con nghe dạ có. Mà tại vì bữa cái mặt của thầy á là đang lo lắng về vở diễn. À dạ. Cho nên cái mặt nó u sầu vậy. Thầy khi nào mà vở diễn khai trương là con xuống nha. Đột nhập hậu trường nha. Ừ. Chơi bữa nào con rảnh cũng chơi. Dạ dạ. Dạ. Cuối tuần. Dạ, tới bữa khi nào diễn rồi bắt đầu con rủ sắp xếp được mọi người xuống người quen nè, cái xuống dưới để con là con làm con uống xuống đột nhập hậu trường. Ừ. Anh khi nào có hát dâu ngọt á anh. Ừ. Anh Cường cái ủ xuống. Tại vô dâu ngọt nó có một cái đoạn là hát lô tô. À dạ. Ừ, lô tô. À con thấy đó. Năm trà đâu có hát đúng không? Đúng phải, 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 phải cái vợ đó không? Bảo rồi đó. À dạ. Ừ, cậu cũng hát không đó nữa đó. À dạ. Thôi để lựa cái tuồng nào mà thầy giả gái kìa. Có cái đợt cái đường mới này cái nào thầy với chú Bảo Trí đó cái gì đó. Đó là ngày mai lấy chồng. À dạ. Lễ đó hạn chính đó. Lễ ở đây con kẹt cứ ngắt nè. Thì ra lễ là con bán đúng rồi. Không? Con là phải những ngày thường thường. Sáng 8 giờ là con dậy con nấu đó thầy. 8 giờ là con ủ lộng. 8 giờ bán, 6 giờ là dậy nấu. Trời ơi, ngày nào cũng vậy. Dạ mà. Đúng mà. Bữa nay đi hát khuya rồi sao? Bữa nay hát khuya thì có nghĩa là con đi về sớm con cũng phải dẫn dậy nấu xong rồi con muốn ngủ con ngủ. Mà là dạ. Con nấu hả? Dạ đúng rồi, chè là con nấu mà. Chè tất cả là con nấu xưa giờ. Dạ, ngày xưa là con học trường y. Con đi làm bệnh viện xong rồi con mới nghỉ đó. Dạ. Người chọn mình. Dạ.
xong mình đi làm bệnh viện cái nó chia bè phái nhiều quá, con ghét con nghĩ luôn. Con đi đang bán chè đó, con bán gỡ 4-5 năm mẹ mới biết á, mẹ la quá trời luôn. Mẹ hả? Mẹ không biết. Hôm nay cũng ăn cái thịt mà bà cô Ú làm quá dạ. Trời topping nè. Này cái ly của thầy đây, bánh lọc sầu riêng đúng không? Dạ. Còn này là chè bưởi sầu riêng nè. Chọc đó, có thấy bữa bữa sầu riêng bên con không? Cái này là cái con bán sao con làm vậy nha. Chứ không phải là bán cho thầy hoặc là cho cậu mà làm nhiều. Còn này ly chè cô Ú. Thầy giờ cậu muốn ăn cái nào? Chè bưởi sầu riêng đó là nước sữa, còn này là nước cốt dừa. Má Dung má bụng rồi, có bao giờ ghé đây chưa con? Dạ má Dung bữa đi quay phim ở gần đây, con có ship chè qua cho má. Rồi má nói vài bữa nữa nhớ má lên quay chơi quậy quán con. Thường á là những món con đang quay phải không? Dạ. Bà Lê Thị Phương Dung, bà bạn chị Phi Bụng, hai người hứa lên quán cũ review cho cũ mà hai người chưa lên là Minh Nhí đã lên rồi. Minh Nhí đã lên rồi, hai người phải lên như chưa. Thường người ta có quan niệm là ăn tại chỗ nó sẽ nóng và nó ngon. Dạ đúng rồi. Mua về. Dạ. Nhưng mà vừa rồi đó là những cái mua về đó. À, dạ. À, con gửi xuống đó. Dạ. Đồ bánh canh đó là có nghĩa là khoảng thời gian từ đây mình đi xuống tới dưới. Dạ. Rồi cái thời gian ăn đúng ăn liền đâu. Dạ. Là để một thời gian lâu nhưng mà khi ăn mình hâm lại nước vẫn ngon. Dạ. Khi hâm lại cái nước nóng đó rồi. Dạ. Cậu cảm giác là ủa sáng nay nó ngủ ta. Khi mà lâu á, cứ khoảng thời gian đó mình ăn nó vẫn ngon như là mình ăn tại chỗ. Đó, nhưng mà đa phần thường về mà nhiều khi hâm lại cái mình còn cảm giác nó cũng không ngon nữa. Con nhiều khi con cũng mua đặt bên ngoài về cái làm miếng ăn con thấy cũng không ngon, không biết sao nữa. Nhưng mà đây cái vị vẫn ngon. Dạ. Không biết thầy có thêm đá thêm đường gì thì nói con nha. Thêm tí đường. Dạ, thêm xíu đường ha. Vô kêu chị Như cho xíu đường nữa con. Cả nhà đến dù ăn mà dù có thích ngọt nhiều nói uống cho thêm đường hoặc là lạc thì cứ nói, béo cũng được cứ nói. Để có người ăn xong cái là làm hình ta không nói. Không đâu. Ok con. Nhiều người thiếu này thiếu nọ người ta sẽ tự sinh nè. Ta sẽ tự sinh nè. Cú dễ thương lắm, mọi người cứ xin đi. Xin thứ chút. Cái thằng hai ly mà tính tiền có 1 ly á đã. Ăn xong với em ơi, cho anh xin thiếu đá đi cái lạc nó cho miếng đường nó đi. Hồi xưa tại diễn một cái tiểu phẩm hài á, cũng y vậy. Vô quán cái kêu cái người xin. Cái bà chủ quán bà chửi, biết đó lúc đó ai đóng với bà chủ quán. Bán cho mày 1 ly mà thành 5 ly. Vừa không cậu? Có thêm đá gì không thì nói em nha. Cậu thêm miếng đường, thấy không? Thêm miếng đường nữa hả? Dạ, rồi. Cậu với thầy ăn cái vị ngọt lắm. À, Như cho anh miếng đường đi Như. Vô chén đi cưng. Đường đúng rồi. Không, nó bán vậy là đúng á. Tại vì nhiều người bây giờ người ta tưởng ngọt. Dạ. Người ta không ăn ngọt. Chè ngọt người ta sợ. Béo không thầy? Béo là ngon nè. Dạ. Sầu riêng thơm nè. Dạ. Đậu thì nó bùi đó. Nó cánh này, nó bế cái vị á. Dạ. Cái vị của cậu với tay dạ. Nó nhạt thôi. Mình giờ thêm đường vô là ok. Dạ. Đó, cái bé đem đường. Còn này là nước sữa nè, này cậu, là nó khác nước dừa nha. Hai cái khác nhau. À. Cái này là để con làm mùi trong chè Thái thầy. Này. Dạ rồi. Thêm được chưa? Hai nữa không? Hai muỗng đi. Hai muỗng. Rồi cảm ơn. Dạ. Không biết lý do làm sao mà xin đường phải không? Vậy sao này? Ớ, nhiều quá thôi. Nước đá nhiều quá. Không phải, béo quá. Béo quá. Phải cho béo chứ. Đó. Chè của em là béo phải thơm nhưng mà ngọt dừa. Đó, ai muốn ăn thêm ngọt thì cái đầu mình sẽ cho thêm mức đường dễ. Đúng rồi. Tại vì người ta giờ ta cũng sợ tiểu đường á. Dạ. Ta sợ ăn đường nhiều quá, nhưng mà người nào thích ăn thì xin thêm. Dạ. Có nhiều người ta ăn là chè không ăn đá nó ăn ngọt vậy đó. Ngọt là phải ngọt mà mặn ra mặn là gì á. Không hiểu sao lên Sài Gòn mấy chục năm rồi ha. Mà vẫn cái tánh vẫn nhà quê thích ăn bánh lọt. Mà cái bánh lọt nó ngon thầy ơi. Nó thơm thơm nữa. Thích ăn bánh lọt, vui lắm. Đậu đỏ bánh lọt.
đậu đỏ bánh lọt sầu riêng trong Lan Điệp á. Đậu đỏ bánh lọt Lan và Điệp. Bên bên em này hiện thường cỡ chiều tối mới đông. Vậy đó hả? Dạ, buổi trưa lay rai, sáng chiều tối rồi tay làm về rồi nó mới đông hơn. Còn ban ngày thì lay rai lại bán qua app thôi. Bên này nè. Dạ. Nó mốt là phải rửa lớn lên. Dạ đúng rồi, mấy này hơi nhỏ rồi thầy. Phải múc sữa quán là kìa cho nó đẹp kìa. Đúng rồi, con còn mấy cái tay hình không? Dạ còn. Hình là con giữ kỹ. Dạ. Rửa lớn lên chút. Dạ. Rồi phải vô tay chút. Dạ, cho nó bự bự. Nó thấy dân dập á. Dạ. Không hiểu không? Này nó hơi nhỏ đúng không thầy? Dạ. Hơi nhỏ cái người ta ví dụ như giống như thầy nãy thầy. Dạ. Không đúng rồi, không nhiều quá thầy không thấy được á. Không nhìn ra. Ăn này đi em, chè bưởi sầu riêng nè. Cậu phải thử một miếng nước sữa đó cho biết cái đó. Cái đó khác lắm, cái nước nó khác. Phải có miếng sầu riêng nữa lên cái muỗng thử cái nó cảm nhận cái gì nữa. Béo. Dạ. Béo của sữa nó khác. Dạ. Với nước cốt dừa. Nước cốt dừa. Dạ. Mà thầy nhích thử miếng sầu riêng với là cái sữa đó ăn cái thầy biết liền à. Nó khác hoàn toàn cái nước cốt dừa bên đây. Thầy ăn thím gì đúng không thầy? Thôi ơi, nó no. Thầy ăn ít lắm, nhưng mà thầy ăn giống như khoảng 2 tiếng sau rồi. Thầy ăn thèm ăn nữa. Lay ra mà ăn hết ít lắm. Thầy ăn chân gà không? Buổi tối á, có chân gà con cho đó. Còn không biết là bữa nay cho thêm. Không được không, cho không, nữa. Không có bữa nay có cái món bao tử ngâm tiêu xanh củ kiệu kìa, lâu lâu con mới làm. Có luôn rồi, bữa không có cho mà. Không, cái bao tử chưa có. Mới làm hồi sáng này mới có nè. Bao tử hả? Ngâm tiêu xanh củ kiệu về chấm nước mắm của bánh tráng. Má này em mới làm nha, mới làm hồi sáng và để tủ lạnh qua ngày mai mốt ăn được. Mai mốt? Dạ mai mốt là ngon nhất. Lấy mua hai hũ. Mua thôi, cái đó tặng mà mệt quá. Không có tặng. Tặng không lấy nữa, tặng không lấy. Bữa nay người ta đi cố tình ta lên ta ủng hộ mà. Tặng để sao đi Tết nhất gì tặng tiếp. Tặng gì mà tặng ta nói tặng giống như xe tải mà chở. Hôm qua mới thấy Đình Toàn nó cũng đăng lên. Dạ. Thấy Đình Toàn đăng lên nó chờ của tặng hết trơn cả thế giới. Tôi bước vô cảm giác giống nó giao được. Dạ. Nó giao thân lắm. Đi chàng cái kiểu. Dạ. Mà ông giao cũng như con rồi đó. Thiệt á, ông cho ông Minh ông lấy này gì mà ông lấy cái mặt chầm chầm mà nó không. Lấy hoài. Giờ tôi mua. Giao cũng dễ thương lắm đó con. Yeah. Giao cũng dễ thương. Lâu quá không có dịp mà bà giao bà phù hộ cho tôi có xô ở Cần Thơ đi. Thăm bà. Chứ tôi không có dịp để đi nữa. Nhiều việc quá. Dạ, này từ lúc hay làm sân khấu á. Đó, vợ mới quá. Tập nhiều quá mà. Quá trời nhiều việc. Có dịp về Cần Thơ đi, ta ghé thăm bả lâu quá trời quá đất. Chiều nay có tập gì sân khấu đúng không thầy? Gửi ít chè về. Hà Dâm. Hả? Được rồi. Trời đất ơi, con lâu lâu thôi. Chứ con ấy trời ơi. Con lấy hai cái hũ bao tử á. Cái đó về thầy bỏ tủ lạnh liền nha thầy. Bà tử phải không? Dạ. Mốt mới ăn được đúng không? Dạ mốt. Lấy thêm chai nước chấm nữa đi cưng. Lấy chai nước chấm đi. Bỏ chai nước chấm hải sản vô cho thầy luôn. Chai bự trên kìa. Đúng mà về thầy có chấm gì chấm để dành tủ lạnh. Thầy chấm tôm, mực, rau gì cũng được. Lấy chai nước chấm thầy. Cái đó tính tiền luôn nha. Thầy ăn chai được đó. Tính tiền cho thầy. Hôm nay tôi là lên ủng hộ. Tôi lên ủng hộ phải đúng nghĩa ủng hộ. Hiểu không? Dạ. Chứ còn con đừng để thầy ái nấy. Thầy nói thì con nói rồi, mốt cái gì cái xuống là nhờ thầy cho mượn 10 tỷ. Trời ơi, tôi có 10 tỷ tôi đi chơi rồi. Rồi, clip thầy ghé đến đây xuống em cảm ơn thầy nhiều.
Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Cảm ơn quý vị khán giả nha. Quý vị khán giả có đi Bình Dương, ghé quán của Ú Bình Dương, bà chủ bà dễ thương lắm. Bà chủ bà tiếp đãi rất là nồng hậu và rất là thiệt tình. À, quý vị khán giả ghé ủng hộ rồi mua đồ về, bà sẽ giảm giá. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả.